Vâng, xin chào các bác. Em đang quay video giới thiệu đến tất cả các bác là một cái cây địa lan Hoàng Vũ Hà Nội. Nó cũng là cây vũ như mọi người hay biết rằng một cái cây Hoàng Vũ là cây Hoàng Vũ truyền thống. Nhưng còn cái cây này thì có một cái đặc biệt, đó chính là nó là cây Hoàng Vũ, nhưng mà cây này là cây vũ đột biến. Nó là cây đột biến rừng chứ không phải là cây 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 Hoàng Vũ truyền thống. Còn cái cây Hoàng Vũ truyền thống thì nó hoa nó khác cái này, còn cây này là cây Vũ Hà Nội, mọi người hay gọi là Vũ Hà Nội. Thì hiện giờ thì cũng nhiều nhiều anh chị gọi là cây này là cây Xuân Phương, đổi tên là nó gọi nó là tên Xuân Phương thì nó sẽ hay hơn, rõ hơn. Đây là tổng thể cả một cái cần cần hoa, cái cây Vũ Hà Nội. Vũ Hà Nội đây. Là cây này là lá, bộ lá nó rất là giống cây vũ nhưng mà hoa của nó thì khác. Cái này là cây đột biến rừng. Đây tổng thể của cái cây thì cây này nó cũng là cái cây bị mất cần, nhưng phân khúc từ đây lên, từ chỗ tay này lên đến đây là bị mất cần khoảng tầm 3 bông. Thì cái cây Vũ Hà Nội này thì nó khác cái cây vũ kia, nó khác bởi hoa chứ còn thân lá thì nó giống nhau. Thế nên là cái cây đột biến rừng này là được gọi là như vậy bởi vì nó có một cái thân lá giống y hệt là cái cây địa lan Hoàng Vũ, thế nên mới gọi là cây vũ. Nhưng mà người sưu tầm được thì lại là người Hà Nội, thì về bán chia cũng ngày đấy thì chia nhau anh em chơi lung tung, thế nó không như là thương mại nhiều như bây giờ. Như bây giờ thì thương cây thì được thương mại nhiều hơn. Thì cái cây Vũ Hà Nội này nó được gọi tên, nó khác với cây vũ vũ truyền thống. Thế nên là mọi người có thể xem và tham khảo lại thêm những cái video hoặc là những cái clip của em trên ý kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì sẽ có đầy đủ về cái cây Vũ Hà Nội cũng như là cây vũ truyền thống. Thì hai cây này nó là cây hai cây hoàn toàn khác nhau. Thì như cái cây năm nay thì nó nở là nó không được đạt bởi vì địa năm nay là nở kém. Cũng anh chị cũng xem một số những cái video của những cái cây khác ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì là địa năm nay cũng không có nhiều và nó cũng nở, nó cũng không được đạt lắm. Thì đây là một cái cây nó nở, nó thực sự chưa hết độ đẹp của nó. Đây là tổng thể, cái này nó bị mất cần nhưng nó là cây rừng đột biến này, nó mất cần từ đây lên đấy nên gọi là mất cần. Trong địa lan, địa lan thì nó tinh túy hơn là phong lan rất là nhiều, nên là cần ví dụ như mất cần hay là chia hoa hay các thứ thì em vẫn sẽ nói chi tiết của từng cây. Nên cây này là cái cây vũ, cây Xuân Phương, địa lan Xuân Phương hay gọi là Vũ Hà Nội. Thì em giới thiệu về cái thân lá nó một chút. Thân lá của những cái cây xanh vàng như này thì nó là cây thân lá xanh sạch, thân mầm của nó là xanh sạch. Nhưng cái này thì nó không có mầm. Thì em cũng mô tả như là dáng lá của cây vũ thôi. Dáng lá của cây vũ thì cái cây này thì dáng lá nó cũng xem cây vũ, và cây này nó là cây nhỏ, nó không phải là cây to, nên là sự phát triển nó và cái nó là cây đột biến nên nó cũng còi, nó không chăm dễ như là cây vũ kia. Thì cái cây này thì em mô tả sơ qua một chút về cái thân lá của nó. Thân lá của nó thì nó cũng lên và dạng lá lá võng đấy, lá võng, mọi người thấy không? Lá võng, mọi người hay gọi cái là dáng lá này gọi là huyền diệp, hay gọi như vậy. Còn bình diệp thì nó cao hơn tí, bình diệp nó cao hơn tí. Còn lá võng hẳn như này thì gọi là hay gọi là huyền diệp. Củ của nó thì nó từ 3 đến 5 lá, tùy phụ thuộc vào độ phát triển. Dáng lá cong của nó cao, dáng lá của nó chỉ cao lên khoảng tầm độ 20 cm thôi là vòng xuống. Thường là như vậy, không chỉ mười mấy cm thôi là vòng xuống. Lá dạng cái cung. Lá của nó to khoảng từ 1,5 đến 3 cm là tối đa. Đây như cái lá này hiện tại nó khoảng 2 cm hoặc hơn, như cái điểm to nhất của nó là khoảng hơn 2 cm, nhưng còn những cái điểm lá này nó chỉ hơn 1 cm, khoảng 1,5 cm, 1,5 cm 2 cm gì đấy. Đấy thì có nghĩa là phụ thuộc tùy từng củ, tùy từng cây, tùy từng lá. Thì cái lá của nó cũng có cái nét, những cái nét gập như là cái cây vũ truyền thống. Đấy, mọi người nhìn này. Đây này, những cái nét gập của nó. Đấy, đây này, nó có những nét gập và dáng lá cong giống lá cây vũ. Nói chung nó rất giống cái lá cây vũ. Còn đương nhiên là nó vẫn có hơi khác một chút rồi, nó khác rất ít, nói chung nó rất ít. Thế nên là nếu mà nhìn thân lá để mà biết được cây thì là một điều rất khó,
với những người mà chưa bao giờ được nhìn thấy hoa hoặc chưa bao giờ biết về thân lá và tìm hiểu thực sự sâu về thân lá là rất khó, bởi vì thân lá địa lan này nó khó hơn rất nhiều lần so với phong lan. Anh chị có thể nhìn thấy cái cây đai châu nó khác cây cáo hay là cây quế hay cây trồn hay là những cái cây bắp ngô hay là cây long tu, những cái long tu đại ấy. Đấy, ví dụ thế thì mọi người có thể nhìn thấy nó có còn khác biệt hẳn. Nhưng còn cây địa này nó chỉ khác nhau, nó chỉ nhìn chung nó rất là thấp, xác suất rất là thấp, phải nhớ độ nhớ rất là cao. Nên đây là một trong những cái rất khó trong dòng địa lan, mà có nghĩa là chúng ta phải chơi phải những người là đã có hoa nở thì mới biết được. Còn khi mà những người mà không có hoa nở ấy mà vẫn chưa nở và chưa thực sự chuyên sâu ấy thì nó sẽ rất là khó, bởi vì địa này nó rất khó nhìn nhận hơn phong lan rất nhiều. Địa nó không đơn giản như phong lan, phong lan nó dễ, còn địa thì nó khó hơn nhiều, bởi vì khó từ thân lá đến hoa rồi cách chia hoa rồi những cái độ đẹp của nó. Ví dụ như đây là em sẽ nói về thân lá rồi thì bây giờ em sẽ nói đến tiếp cái phần đó chính là hoa. Địa lan này cảm cần hoa này nó cần sự tổng thể thân lá với hoa đấy. Thân lá đây thì hoa này thì cần hoa quá cao mà lại nó ở giữa đây thì nó lại bị thừa, đúng không ạ? Đấy, còn thân lá này với hoa này là tương đối là đẹp, cân đối rồi đấy, nhưng hoa này gọi là thừa là mất cần. Thì hoa của nó là màu xanh vàng, nở vào dịp mùa xuân gọi xuân lan. Một số đôi khi nó cũng có thể nở vào tết nguyên đán. Hoa của nó, cần hoa của nó thì ra vào mùa thu, bắt đầu nảy vào mùa thu và lớn lên vào mùa đông và thường nở vào mùa xuân. Thì như mùa xuân bây giờ thì đang nở là vào dịp tháng giêng âm lịch. Thì có những cây thì có những cây và những đợt và những thời điểm chăm hoặc là cách chăm sóc hoặc là nhiều cái yếu tố thời tiết hay là phân bón hay là nhiều cái khác thì mình thì cái cây địa lan này nó có thể là sẽ nở đúng tết hoặc là nở sau tết. Còn thì để mà nở cái tỷ lệ nở ngoài tết là nhiều, ví dụ như bây giờ là đang nở ngoài tết là rất là nhiều tỷ lệ nở ngoài tết. Những cái cây địa lan đối với địa lan xuân là như vậy, hương rất là thơm và hoa bắt đầu nở mùa xuân. Cần hoa đây em nói về cây Vũ Hà Nội này thì cần hoa là cao khoảng tầm độ 60 cm và hiện tại trên cần này của nó chỉ có 6 bông thôi. Đấy, thì như cái cây này thì là nó bị mất cần từ gốc lên. Đây chị nhìn nào, đây từ gốc lên này. Đấy, đúng ra là bị mất cần. Như những cái cây đào hoàng cánh thủy tiên ấy thì nó sẽ ra hoa luôn từ đây, thì nó không bị mất cần. Khi anh chị ngắm tổng thể thì nó sẽ không bị mất cần, nó không bị trơ mất một đoạn là không hoa, nó sẽ có hoa từ đây. Đấy, ví dụ như đào hoàng cánh thủy tiên này hạn đấy, hoặc một số cây đại thanh các thứ, đại ngọc này, mấy cây đấy đại loại vậy. Thì cây Vũ Hà Nội này nó bị mất cần này. Đấy, từ đây lên thì nó mất khoảng 2 đến 3 bông. Hoa của nó là màu xanh vàng, cần hoa nó cũng xanh vàng, mầm thân lá xanh vàng hết. Hoa của nó xanh vàng. Hoa của nó đây, như cây này nở năm nay là chưa thực sự được nhiều bông và được đạt ấy. Thì còn như mọi năm thì có thể nó đạt hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng năm nay này như em công nhận này là nó nhìn thế này là nó cũng rất là đẹp. Cây này thì nó hai ba cánh của nó, ba cánh đài ngoài của nó là cũng dạng cánh thủy tiên như chúng ta hay gọi. Về cây địa lan thì cái cây đại hoàng cánh thủy tiên nó cũng dạng cánh này, nhưng đại hoàng cánh thủy tiên thì nó là một kiểu khác, nó khác nhau về nhiều mặt. Nhưng năm nay thì đại hoàng cánh thủy tiên của nhà em thì nó lại không nở chưa cái nào đẹp để quay cả. Đấy, như cái này năm nay em nở này là rất đẹp, ba cánh đài mở cân đối dạng cánh thủy tiên, hai đài trong của nó là hai cái đài hoa ấy, hai cánh đài trong là mở vừa phải. Đấy, như bông này đấy, mở thì mình sẽ nhìn hết được là cả bên trong. Và cái lưỡi cân đối, lưỡi vuông, lưỡi nó không bị vặn vẹo như là cái cây vũ kia, đúng không ạ? Đây có hai bông, nó không bị vặn vẹo như là cây vũ truyền thống thì nó là khác nhau hoàn toàn. Đấy, đây là tổng thể của bông hoa, cần hoa và chậu hoa. Thì chị có thể tham khảo và để nhận biết dễ hơn, để không bị nhầm lẫn giữa hai cái cây vũ này, một là cây vũ Hà Nội, hai cây vũ truyền thống, hai cây khác nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em. Em sẽ cố gắng để quay những video ở những cái cây khác, những cây lan đẹp, quý hiếm để mọi người chúng ta cùng ngắm và chiêm ngưỡng. Quan trọng nhất là phải được là tổng thể từ trên xuống dưới. Đấy, anh chị thấy cần hoa này, bông này rất là đẹp, ngay ngắn. Nhưng mà cái nó lại bị mất cần ở cái phần này. Đấy, nó mất cần. Nó bị mất cần ở cái phần này, đâm mà nhìn nó hơi trơ. Khi mà nó có hoa từ cái chỗ phần mất cần này lên này, nó có hoa từ đây lên này,
Đấy, thì nó chia hoa sẽ rất là đẹp, bởi vì nó nhiều hoa hơn. Đấy, đấy gọi là tổng thể. Như cái này thì chấm điểm cũng rất là cao đấy. Thì mọi người có thể tham khảo thêm nhiều những cái video hoặc những cái ấy trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của website. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.